Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 9 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Tại khu vực miền Đông, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 cho đến 32 độ. Còn tại khu vực miền Tây và thành phố Hạ Long, dự báo gần sáng và sáng có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ giao động từ 26 đến 32 độ. Ở vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động trên ngư trường. Dự báo đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 3, sóng cấp 1, cấp 2, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Như vậy, thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai phổ biến, gần sáng có mưa, mưa rào nhẹ vài nơi, trời nắng. Còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Trong đêm nay, ngày mai, do ảnh hưởng của hội tụ gió yếu trên mực 1.500 m, nên về đêm và sáng vẫn có khả năng xảy ra những cơn mưa rào rải rác, tập trung ở các tỉnh vùng núi như ở Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng và Lạng Sơn. Tuy nhiên lượng mưa không nhiều và thời gian kết thúc nhanh. Sau đó vào ban ngày, mây giảm, trời hưởng nắng nên nhiệt độ phổ biến từ 31 cho đến 33 độ. Với các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, mưa còn rải rác tại các tỉnh phía Bắc từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong đêm nay, sau đó ngày mai mưa giảm trời có nắng vào ban ngày với nhiệt độ phổ biến ở mức từ 31 cho đến 33 độ. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày mai mưa cũng có xu hướng giảm. Chỉ còn xuất hiện ở các tỉnh thuộc phía Nam, từ Tuy Hòa, Phú Yên đến Ninh Thuận về đêm và sáng. Vào ban ngày trời có nắng vừa phải, nhiệt độ ban trưa ở ngưỡng từ 31 cho đến 34 độ. Lui xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tiếp tục có mưa rải rác. Riêng tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to và rông trong cơn rông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Có ban ngày trời còn nắng gián đoạn với nhiệt độ ban trưa từ 28 đến 31 độ tại Tây Nguyên và từ 31 đến 33 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Chuyển sang thời tiết biển. Tại khu vực Bắc Biển Đông, phổ biến có gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi. Còn khu vực Nam Biển Đông có mưa rải rác, làm tầm nhìn giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa.